điều mà khiến cho chúng ta đã bắt đầu năm 2023 với mình chưa thể gọi là suy thoái của kinh tế, nhưng mà nó đã khá là khó khăn. Và không chỉ riêng nam giới là những người được coi là trụ cột kinh tế của nước nhà, thì nữ giới chúng tôi chứ cũng là nạn nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp của những cái khó khăn về kinh tế. Cho nên chính năm nay là cái năm mà Miu thấy các chương trình nói nhiều đến cái keyword hạnh phúc. Và cái việc khó khăn về kinh tế, khủng hoảng về việc làm càng thách thức người ta hơn về những cái yếu tố làm nên hạnh phúc. Khi mà tiền và sự nghiệp được loại bỏ ra, và chúng ta sẽ làm gì để có hạnh phúc đây? Không, 3 tháng đầu năm nay là những giai đoạn mà Miu phải đếm hạnh phúc dựa theo đơn vị ngày. Mình không còn là mình sẽ phải đấu tranh trong một tuần. Mỗi buổi sáng thức dậy, chị sẽ nói với mình là hôm nay sẽ làm cho nó hạnh phúc nhé. Tại vì trong 3 tháng đầu khá là khó khăn của công việc riêng á, thì khó mà mình định trước được cho mình rằng là một tuần hay là tuần sau đó điều gì sẽ xảy ra. Thế là bắt đầu Miu học cái cách là đếm hạnh phúc theo một cái đơn vị ngắn hơn và cố hoàn thiện nó trong một ngày. Và đôi khi việc hoàn thiện cho 24 giờ hạnh phúc nó trở nên khó. Thế là chị mới bắt đầu chị thu nhỏ cái đơn vị tính hạnh phúc lại 1 giờ nữa thôi, 1 giờ hạnh phúc thôi được không? Và đó là khi mà mình tự hỏi là nếu trong 1 giờ đó mình xin phép mọi người hôm nay mình không ăn cơm trưa được, tại vì ngày hôm nay Miu không nấu cơm. Nếu trong 1 giờ đó Miu xin phép chính Miu mình ngưng công việc một chút xíu đi, thật sự là trên Netflix đang có cái phim hay quá, thôi cho phép mình đi. Thì đành phải tính đơn vị hạnh phúc theo như vậy. Và cái sự tính toán đó, nó sẽ bật đèn đỏ khi nói là ok, hạnh phúc đủ rồi, thư giãn đủ rồi, và có những cái trách nhiệm phải làm, tìm hạnh phúc trong đó đi. Năm nay cũng là năm mà Miu bước vào cái lĩnh vực giảng dạy nhiều hơn. Và đương nhiên là nó khó, nó có những cái căng thẳng của nó. Và như vậy là cô trò lại nắm tay nhau nói là một tiết học hạnh phúc đi, một chút xíu thôi, từng chút một thôi, từng chút một thôi. Và có thể các bạn đang gặp những cái bài thử thách, các bạn khóc, các bạn đập đầu vô tường, các bạn sinh viên còn quá trẻ để bắt các bạn phải đối diện với 2 cái chữ rất lớn là hạnh phúc. Thì như vậy cũng khóc đi, nổi giận đi, bức xúc đi, vì đây là chìa khóa của hạnh phúc. Vào cuối ngày khi chúng ta thở ra và chúng ta không còn khóc về một cái chuyện cũ nữa, đó là khi chúng ta được giải phóng. Và đôi khi hạnh phúc chỉ là được giải phóng chứ không phải là để có thêm một điều gì nữa. Chúng ta nói nhiều về quyền và lợi, và một liều lượng của yếu tố ích kỷ trong đời người phụ nữ, nó là quyền và nó là lợi. Và trước khi nói đến quyền lợi thì chúng ta trước hết là Miu, bản thân chị sẽ bỏ đi tất cả những cái thành kiến là cái từ nào, cái tính từ nào là tính từ tiêu cực, và bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ ở cái nghĩa nguyên gốc của nó. Cái ích kỷ đó đôi khi nó cần vô cùng, đôi khi nó cần vô cùng. Giống như là hội bạn gái hay đi chơi với nhau là cho phép mình lê la, mình la cà, mình tám chuyện, cho phép mình hư với nhau một xíu. Thì cái chữ hư đó nó không hề tiêu cực, nó rất là tích cực. Là nguyên đám chị em bạn gái đi với nhau, ngồi uống cà phê, ngồi ăn kem, xong ôi tới giờ cơm rồi phải về nấu cơm, không, mình đã hứa với nhau hôm nay mình hư mà. Thì cái ích kỷ đó nó dễ thương vô cùng. Và khi mà mình, cái khó cho mỗi người phụ nữ là cân đong đo đếm. Và rất nhiều chương trình trước đây Miu nói về cái sự là cho phép mình ích kỷ á, thì nhiều chị nói là trời đất ơi, bây giờ chồng yếu con đau, rồi cái đưa phải đưa nó đi học, rồi cái Tết nhất cái nhà nội nhà ngoại. Thì đó là khi mà mọi người không có biết bỏ cuộc trước chữ ích kỷ. Ích kỷ cần hy sinh, cái chữ tưởng như đối lập với nhau, nhưng ích kỷ cần hy sinh. Đôi khi phải hy sinh những cái vì người khác, vì đó là thói quen, vì đó là tập quán, vì đó là quan niệm xã hội, vì đó là nguyên tắc mình áp đặt lên cho chính mình. Phải hy sinh cái đó, cảm thấy rất khó chịu, buộc mình học ích kỷ 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, chỉ nghĩ cho mình, chỉ đặt mình ở vị thế của mình, chỉ nguyên tắc của mình, và sau đó xả ra. Ích kỷ đó là khi ta không cân nhắc đến vị trí của người khác,
kỷ đó là khi ta lạm quyền, và nguyên tắc của tôi là tối thượng. Tôi biết rất nhiều bà mẹ, rất xin lỗi chị em, rất xin lỗi nhiều bà mẹ nữa, rất nhiều bà mẹ hy sinh tất cả mọi thứ cho chồng con. Nhưng mà có phải chăng là trong cái mái ấm gia đình đó, nguyên tắc của bà mẹ là tối thượng? Vì mẹ luôn vì mọi người, nên mọi người phải nghĩ theo cách mà mẹ nghĩ. Nghĩ rằng đó là hy sinh đó. Đó là kỷ. Khi mà mình chỉ xét đến cái góc độ chiếu kháng của mình, đó là ích kỷ. Chứ không phải ích kỷ là thu tém tất cả mọi thứ chỉ cho bản thân mình, mà bắt mọi người nhìn vấn đề từ góc của mình mà thôi. Bất luận đó là quyền lợi cho ai thì đó đã là ích kỷ. Đôi khi một cái ích kỷ thật sự á, là tách mình ra khỏi cái quyền lợi của những người xung quanh, không hy sinh vì họ, và cũng không không biết nói, không đặt mình ở vị trí của họ nữa. 1-2 tiếng đồng hồ chỉ ở vị trí của riêng mình mà thôi. 1-2 tiếng đồng hồ được quyền trách tại sao làm như này với tôi, tại sao làm như kia với tôi. Lắng nghe tiếng nói của mình, thương tiếng nói của mình. Sau 2 tiếng đồng hồ đó, bản thân Miu chị sẽ bước ra khỏi cái vùng ích kỷ đó và bước vào cái vùng vị tha, là vì người khác. Bắt đầu đứng thử vị trí của người này. Ví dụ như hôm nay mình có talk show, cái Miu đến trễ, cái trên đường Miu đến mà chứ, giờ mình cho phép mình ích kỷ đi. Trời đất ơi, đi từ quận 7 về, bây giờ làm sao? Bây giờ hả, nhà sản xuất thì báo trễ lịch, rồi lại còn báo là đổi hẹn sang thứ 7. Vậy là không phải lỗi của mình, tại sao mọi người lại đối xử với mình như thế này? Mình chỉ có một buổi chiều thứ 7 thôi, tôi xứng đáng là một buổi chiều thứ 7 đi chơi. Thì lúc đó là chị Miu đang ích kỷ trên con đường đến đây. Gần đến nơi, thế là Miu đặt Miu vào tâm thế của anh em camera của nhà sản xuất của Long Hoàng ngồi chờ Miu từ 2:30-3 giờ chiều. Thì Miu cảm thấy cân bằng hơn. Miu có cái là buồn quá à, bữa nay thứ 7 mà không được đi chơi cho riêng mình. Nhưng mà đồng thời mình hiểu được ở góc độ người khác như thế nào. Vậy thì cái barrier ích kỷ đó, Miu chỉ cho phép 1-2 tiếng đồng hồ từ quận 7 về đến đây, lắng nghe chính mình, lắng nghe cơn giận của mình. Trong 1 giờ đồng hồ đó, chị xin lỗi em, chị cực kỳ ích kỷ, chị không nghĩ gì đến cho em hết. Nhiều chứ, ta yêu ta hơn ta xứng đáng. Đơn giản như này, rất nhiều người quan niệm là phụ nữ mà yêu bản thân là phải đòi hỏi cái gì mà nó là cái quyền lợi của mình và mình xứng đáng. Thế là chị em bắt đầu lên trên mạng, bắt đầu xem những cái mẫu ông chồng lý tưởng. Và chuyện rất là phổ biến là tắt chồng hoặc bạn trai mình vào và xem chồng người ta kìa. Nào là những anh mang những bó hoa khổng lồ quỳ gối xuống, hoặc là tặng vợ tặng người yêu những cái món quà rất là đắt tiền thế này thế nọ. Thì bạn nhìn bạn trai người ta nhưng mà học hỏi, nhưng mà đó là chỉ chưa nhìn cái người phụ nữ mà được cái phần thưởng lớn trong cuộc đời đó. Có thể đó là một cô gái rất là đẹp, có một người tình rất là chung thủy, có thể đó là một cái người vợ cực kỳ là lý tưởng, hai người đó cực kỳ hợp nhau. Thì chị đang đòi cái thứ mà chị không xứng đáng, đang đòi được yêu mà không có trở nên đáng yêu, đang đòi được thương mà không thật sự lao động để dễ thương. Có đôi khi Miu cũng vậy, nhiều khi cái va chạm với khán giả, cái bà tại sao khán giả lại như vậy với mình. Và mình coi lại cái clip đó, đúng rồi, trong cái clip đó mình đâu có dễ hương. Rồi nghĩ vậy là dễ hương, cái không ai hương, cái xong rồi chắc người ta xong rồi không hương mình. Thì cái đó là cái giao lộ 2 chiều. Cái việc tự yêu lấy chính mình thì good, không sao hết, chị có quyền yêu chị đến như thế nào. Nhưng đừng cuốn người khác vào cái tình yêu áp đặt đó khi chị chưa lao động xứng đáng để có được. Giống như tiếng Anh mình nói là to earn it, để earn được cái tình yêu đó, để earn được cái lòng tôn trọng đó. Chị không thể suốt ngày đến công sở, tôi là nữ, tôi đâu như mấy anh đâu, tôi đâu có giỏi giang, tôi đâu có quen biết nhiều như mấy anh đâu, làm đàn bà khổ lắm. Nhưng quyền lợi thì đòi ngang ngửa đàn ông. Mà lúc nào thì cũng bảo rằng là tôi yếu ớt hơn các anh phải như thế này, các anh phải mở cửa cho tôi. Nhưng mà động chuyện gì là các anh phải tôn vinh tôi vì công sức lao động của mình. Thì cái việc yêu chính mình theo kiểu đó, nó không có dễ coi và nó cũng không dễ thương. Và thường là nó không mang lại hiệu quả tốt cho chị em khi đòi hỏi cái tình yêu hoặc là sự trân trọng của xã hội và những người xung quanh dành cho mình. Giống như là muốn lấy được vua nhưng không phải là hoàng hậu. Ở đó,
Thì đó, nếu mà Lọ Lem cứ ở trong bếp mà không đi dạ hội, làm sao gặp được hoàng tử? Nó là cái sự nỗ lực từ hai bên. Nó đòi hỏi nhiều hơn. Yêu bản thân đó là bạn không mang quà đến cho tôi, bạn không mua hoa cho tôi cũng được. Nhưng tôi là người bạn thân tốt nhất của tôi. Tôi luôn ở bên cạnh tôi đáp ứng cho tôi tất cả những cái gì tôi mong muốn. Mặc dù như thế thì có hơi tủi thân đó, nhưng bằng mọi giá tôi phải có được cái mình muốn. Và tôi tự mang điều đó lại cho mình. Sự khác biệt là ở đó.